họ nói ô hoa hậu này chỉ là mua giải hay là chỉ là lấy tiếng để mà mặt mũi rồi sau này sẽ theo đại gia, you know, that terms. Thì cảm thấy giống như thế nào? Like how would I feel about it? Yeah, or what should you say to the people who have like, you know, like a negative side? Haters gonna hate. Yes. You know, like, mine that hate, you can't do anything about them. Like, they're just gonna always have a sad, hating life. And the people who support you and see the better things in life, that's the people you want to surround yourself with. So if, say girls, like, if you guys want to go and, like, join a pageant, but you're scared about your appearance, do it. Who cares? It's gonna be fun. I support anything you want to do as long as you don't hurt yourself. And pageants, there's no way you could hurt yourself. It's just a new experience to see who you are, right? Who, if this is for you, if this is not for you, how you are with other girls, if you're really girly, if you're more like on the cooler side, chill side. I'm like supportive to try anything in life, everything. Even if it's like skydiving, it's so scary, but I do it. No, you have a good point. Yeah. It's just patches, it's not gonna kill you. No. Thì vừa rồi Jack nói là khi thì đúng là thực sự là đi thi hoa hậu đó nó là một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm cho mình biết là cái cuộc sống mình như thế nào. Nếu như mà người nào mà chỉ muốn thử thôi thì mình lên mình thử, như nào cái thời gian đó là mình practice cỡ chắc 3 tháng hay tới chưa tới nửa năm đâu, 3-4 tháng là để mình thi thôi. Thì một cái mà cho mình trải nghiệm để mình có thêm lòng tự tin, thì cho những đứa trẻ mình, những đứa bé đó high school, college, để một cái thì sau đó có thể thi hội chợ Tết, không có cần một cái màu lớn nào đâu. Thì cái đó để mà thi, nhưng mà nếu mà mình muốn chiến thắng đó thì nó hơi khó, một cái là mình không có guarantee được, không có bảo đảm được là ai lên đó cũng sẽ đem một vương miện về nhà. Thì nhưng mà trước hết mình cũng phải tôn trọng ba mẹ, thì mình nói chuyện với ba mẹ trước. Of course. Nhưng mà nó không phải là một cái gì mà mình sợ, giống như là mình, you know, express là, yourself. Yes, là mình làm cái gì like quá lố. Yeah. Nó là một cái mà như Chelsea thấy là một cái nếu mình cho mình thử, một người con gái nào mà cũng muốn lên đó để mà mặc áo dài hay là một nếu mà thi theo cương Mỹ thì mặc bikini. Yeah. Thì nói với em sao? Em có sợ mặc bikini không? No. Không có, không gì đâu, không có tit map, không có you anything, who cares? New 2019, everything's beautiful. Yeah. That's true. Yeah. Yeah, tại chị thì sợ mặc bikini lắm, chị sợ. Ok, như nó lạnh, vừa lạnh. Vừa lạnh mà vừa có revealing for some people. Nhưng mà, you know, cái đó có nhiều người bây giờ họ mặc thì họ thích. Thì có một cái đó là chị không vượt qua được là mặc bikini in front of everyone. Nhưng mà một cái đó là một cái là mình tự, mình phải qua được cái, you know, you have to challenge yourself. Còn một cái là mình phải tự chiến thắng bản thân của mình. Sometimes maybe you break the barrier, and you might open a new you, you know, like you might be like more sassy or something. Yeah, confidence. Yeah, you learn that. Kind of like confidence. Yeah. Thì trước khi em thi, sau khi em thi, em có thấy em khác biệt chỗ nào không? Em có thấy là em trưởng thành hơn, em lớn hơn, mature hơn? Yes. Hay là em có thấy em, you know, more active, more confidence? So how is it before em, trước khi em thi, sau khi em thi, có gì khác biệt? In the beginning, my first pageant, I had no, like, I had confidence, but not stage confidence, you know? And when, the first time I walked on this, like, the in stage. Front of everyone, I was so nervous. I was stiff. I was wearing a bikini, like you said. I was just like, oh my God, everyone's looking at me, you know? But now, like, I get excited to go on the stage. I'm like, yes, it's finally my time. Like, it's like, the older I get, I feel like the more of the mindset I have of just having fun. Who cares, you know? Like, you only live once, one time. Everyone remember that. Because you really can't redo anything. And I'm only 20 for one more year. Until I'm 21, I have more responsibilities. And then I close my eyes, I open it, I'm 28. I have to have kids soon. So I'm just enjoying life. That's very smart. Yeah, yeah, thì trong thời gian được có em trải nghiệm mà được, em có thể experience được cái đó thì why not? And you know, bây giờ chưa có gia đình nữa, and học này kia, nhưng mà em vẫn cái em chỉ thích cái là em vẫn còn đi học. Có nhiều người họ bỏ hết để mà họ chạy đi theo, you know, ước mơ của họ. Thì nó hơi một cái, nó hơi phí, nó hơi uổng một cái. Thì em có thể có mấy cái story gì mà trong thời gian đó, mấy cốt truyện gì mà vừa vui vừa buồn mà em có thể kể cho quý vị khán giả, hay là em có bao giờ bị khóc on stage chưa, buồn quá hay là vui quá khi mà được giải? When I won my first title of Miss Vietnam Global, I felt kind of sad and bad because my friends that competed with me, I felt like one of them didn't get anything, so I was like, oh my God, like I want her to join me, you know, like I want her, like grab her and like
both of them and just stand in front and like win together, you know? And I let them like hold my like the crown and like have them wear it, but I just feel like, oh no, like I want all of us to win. And that was kind of like a sad, like happy moment. Yeah. You can't control that. Yeah, mỗi người có một cái số phận. You know, we all have different destiny. Có một người số phận now, you know, like you want to be stars, want to shine. Có nhiều người họ, you know, but that's not true though. Nếu mà mình có thêm practice, mình có khả năng hay là cái confidence á, ban giám khảo chấm nhiều điểm chứ không phải là gì giờ mình dễ thương, mình đẹp không, nhưng mà mình phải có cái khả năng, cái tài năng, cái cách mình trả lời sao, mình thông minh, mình khéo, mình có cái hãnh diện, phải nói cái tự tin hay không, có nhiều cái lắm, cho nên là cái cách mình đi đứng nữa, Còn cái chuyện vui nào mà trong thời gian practice sao? Let's see. Funny stories. It's funny when I'm in the pageants and we all practice together. We always have to learn like a dance opening move, and it's cute to like have people mess up and like. Like everyone's taking it super serious during practice, but when we're on stage, like there's always people that mess up, and we see it and we laugh with each other. And like if we forget a step, we're like, oh, right foot or like left foot. So it's always cute to have like such a good, like, girl environment, which is like hard to get. You know, like sometimes you're around girls and they're kind of like either judgy or mean, like you were talking about earlier, or you could find good ones like. Even though on Humble recently we have a Miss Universe, right? Hoa Hậu Mỹ. She was talking bad about the other one. Thì trong cái thế giới của thì Hoa Hậu đó. And she's trying to explain it, but it was like, the tone of your voice, like it doesn't sound good. Yeah, Chelsea với Jack nên nói về cuộc thi hôm bữa mà thi Hoa Hậu. Thì trong thời gian thi đó, thì cô Hoa Hậu của nước Mỹ đang quay thì nói xấu về hoa hậu của nước Cambodia với lại nước Việt Nam, là nói là họ không biết nói tiếng Mỹ. Thì mà trong cái cuộc thi đó nó có rất là nhiều chuyện, không phải là ai cũng hợp với nhau. Khi mà mình có 2-3 người con gái nha thôi, 3-4 người thôi, mà cái này là mình có biết bao nhiêu chục mấy chục người thi con gái với nhau thì cũng nào cũng có chuyện hết á. Thì how do you handle with that? Khi mà nếu mà bây giờ đổi là em, mà trường hợp em bị người khác nói xấu trong cái cuộc thi đó, thì em sẽ làm như thế nào? Em có thể bỏ qua được hay là... I am a very nice person. Very. I'm very caring and stuff and very sympathetic. But if you step on my toes, I am mean. I don't let anyone walk over me. And I try to be as patient as I can. You know, I don't want to start anything up. Especially if you're in a competition, you want to look professional and very calm and like controlled. But if... There's this one time, there's this girl, and she kept staring at me. And even though it doesn't sound like much, I hate when like mad dogging, you know? It's like a different, like, oh, hi. In the competition? In the competition. Oh, wow. You know? And I was like, I walked up to her, I'm like, stop staring at me. Like, why are you staring at me? And she was just like, oh, I'm not staring at you. And when things happen like that in the competition, your head gets fluffy, and you can't compete more. And then I hear from other girls like, oh, like that girl's talking about you, and like just a lot of like whispers in your ear. And then before you walk on stage, I try to just be like, okay, who cares? Like these girls are nothing. Calm, mental state, and then you go out. You try to ignore everything. That's the way how they get to. I didn't know that. I didn't know girls were that mean. Em còn nhỏ. Nó cái thời gian đó em chưa có nhiều người họ ra đời sớm hơn, họ biết cái cách cư xử hơn, họ they know how to mess you up with your mind. Thì Chelsea có nói chắc là trong thời gian đó, nếu mà trong cái thế giới mà thi cái gì mình thi á, là cũng đều có cạnh tranh hết, mà cạnh tranh như thế nào, khi mà mình có nhiều người phụ nữ với nhau, Jacqueline nói là trong thời gian đó có họ lâu rồi phải không, có người khi mà trước khi đi thi đó, cái có người cứ dòm với ánh mắt rất là mộng, mà green eyes, nó là màu xanh, ánh mắt mà khinh dễ, chứ không phải là ánh mắt mà hiền, nhìn giống như khen ngợ, nhưng mà nhòm giống như kênh vậy, liếc vậy đó. Thì Jacqueline cũng đi tới người đó, hỏi, nói là người đó đừng có dòm nữa, nhưng mà người đó nói là người đó không có dòm. But mình nói là cái cách đó, là họ cái cách mà họ làm cho mình mất tập trung đi, you lost your focus. Thì họ làm một cách mà cho mình lên stage, mình không có you realize like, oh, nó muốn làm ở đó, you know? So you just like, do your thing, do better, win, and that's how you get them back.
chị cảm ơn em mà em nói là em lên đó giống như là em mình phải bỏ quên đi hết đó, tại mình là it's a professions. Yeah. Mình phải là professional, mình không có phải là la làng lên giống yeah. như dramatic nữa, yeah. không phải là high school kids. Yeah. But khi mình lên stage rồi đó mình phải mạnh dạn lên, mình bỏ hết cái đó mà em cuối cùng use em that cũng... energy. Nhưng mà trong cuộc thi đó em chiến thắng thắng. Yes. Yes. Yeah, so it worked. And then if you hear all that, it kind of boosts your like esteem, like okay, like you want to like fight, you know, like let's do it on stage and you do your best. And I kind of like it, even though it's kind of like drama and kind of conflict, it makes things like more interesting. Em thích compete. Yeah. Yeah, yeah. Thì đó, bây giờ tại chị ngoài mưa rất là lớn thì làm cho chị nhớ tới nếu mà trong cuộc thi mà em thi ở ngoài đường, not inside, nó gió lạnh lẽo, mặc áo dài hay là mặc cái gì đó, bikini, thì em phải làm, đâu có được mặc áo lạnh đâu. Thì no, how, nhưng mà I never experienced that. Oh, lucky. I know. I don't think that should be allowed in the rain outside. No, well, hồi giờ Tết, khi mà mình thi hồi giờ Tết á, yeah, thì khi mà em làm không phải nói cuộc thi không đâu. Nhưng mà nếu mà bây giờ em là người mà you know like a model, just model anything, walking or yeah, something. Thì mà áo dài Việt Nam mình rất là mỏng, nó không phải là dày như là you know áo của mấy người khác, giống như là của người Ấn Độ thì họ cũng có dài, cũng hơi giống áo dài của mình nhưng mà họ dày hơn. Yeah. Thì khi mà áo dài hay là anything, you know, em đâu có mượn áo lạnh đâu, mà em muốn đẹp nữa. Thì khi mà áo lạnh nhưng khi lên stage mình phải cởi ra rồi catwalk đứng mặt. Thì bây giờ nó rất là khó. Thì cái đó là quý vị khán giả mà khi mà đi đến ở chợ Tết hay là ai đó đi đến chỗ nào mà thấy những người cô gái mặc áo đó thì phải, nó thực sự luôn phải khen, phải vỗ tay cho người đó vì rất là lạnh. Rồi có trường hợp có nhiều chị, nhiều cô hay nhiều em họ không có quen mang giày cao gót. You know, như Chelsea mang có 2 inch cao nhất là... Oh my God! Yeah, 2 inch, that's it! It was like this. Yeah, thì khi mà đi lỡ dắp té hay là gì đó, không phải là họ muốn. Họ practice rất là nhiều em, nhưng mà khi lên đó là mình mệt quá tại không được ăn uống. Không giữ eo, uống nước, yes, giữ eo thôi. Không, nhiều khi mình bận đó, mình cũng không thời gian uống nước nữa. Thì mình lên đó mình mệt, mình lỡ, mình dắp té. Thì có nhiều người coi thì họ họ nói, ơ cái cô này sao đi dở quá vậy? Nhưng mình phải thông cảm cho họ là nhiều khi họ mệt. Như lại cái sàn đi practice là cái sàn mà on stage ấy, nhiều khi nó khác nữa, nó trơn hơn. Thì thật sự là rất cảm ơn những người mà you know mặc đồ đẹp rồi đi catwalk thì nó tội lắm. tội lắm. Hồi cho Tết em cũng có mặc luôn. Yes. Yeah. Thì for Lee Ambassador. Oh, okay. I haven't been confirmed yet, but I think so. That's very cute, em. Rồi xong rồi thời gian đó em làm như thế nào, thực tập như thế nào, bao lâu, khoảng 2 tuần, 3 tuần before an event? Depending on the event. So if it's just a parade, I think maybe the day of we practice, because you just go and sit there and like, ha-ha, you know? Yeah. And you just walk, but for a pageant, sometimes you have to prepare like 6 months in advance. Like this competition is in February. I've been practicing since summer. I see. So yeah, it's just always in the back of your head. Like when I go to the gym, I bring my guk and I just practice in there. Your guk, your heels, yeah. That's cute. You can say guk. Yeah. Yeah. Thì chị muốn biết là hồi nãy em nói là đi cho là Lee Seung just the parade hay là lên on stage. I think I don't know the details yet, but I think I sit in the car or I walk with the ambassador and I just wave the whole That's time. That's cute. Yeah. Thì cũng có cơ hội mà quý vị cũng gặp cho em. Thì chị muốn biết là bây giờ em có làm gì trong cộng đồng Việt Nam của mình không? Hay là em travel more để mà đi thi mấy cái, you know, để mà được giải khác? Hay là em trong cộng đồng Việt Nam của mình có nhiều cái giống như là hoa hậu hay là những cái events giống như khi mà mình có ký giả tới hồi báo hay là em more of outside, em là travel, more of a global, huh? Hay là in the future em có cái ước mơ gì hay không? Có cái plan gì không? Right now, well, for now, I know the pageant I'm going to be in February is going to be my last one, or at least for a while, because I want to take a break from it because it's so much work, you know, it's so time consuming, so much effort, so much money, and I want to focus on building my career around here in a more of a sense. And I, my 2019 like goals, my one goal is to find like lifelong friends, because I want to just like have a good circle that I could always count on and like cherish and put more value in the time with them. That's I want to cherish family more, and I want to like look for a career.
a real career. That's good. Yeah. And I like what you're doing. I think it's so cool how, like, I do a lot of things. Yeah, I don't know. The things that you do, I like it. It's very, like, wait, the Vietnamese. Age difference, Am? The age there's difference. No age difference. Oh, I've been through too, you know? Yeah, but mình có nói tới cái sự tương lai của Jacqueline đây là em muốn là ước mơ như thế nào, thì em nói là có thể đây là cuộc thi cuối của em, là cái mà em qua Cambodia, là có thể em nói là tạm thời là em sau đó em ngừng lại, em đi tìm sự nghiệp của em, đi tìm những người bạn mà có thể là lâu dài hơn, em spend time thời gian đó gia đình với bạn bè. Thì cũng đúng mà Jacqueline nói là ngưỡng mộ những gì Chelsea đang làm, thì Chelsea thực sự là rất là nhiều việc, không phải chỉ có một cái hay là hai cái, nhưng mà cái sự đam mê của Chelsea rất là lớn. Thì nếu mà nói về mà góc khuất hay nói về cái ước mơ đó, không ai bằng nhiều bằng Chelsea đâu. I have a lot of dreams, I have a lot of passions for everything. I love that. Yeah, thì nếu mà nói về thi pageants á, thì Chelsea có hồi xưa cũng có ước mơ để mà thi hoa hậu, nhưng mà cái mỗi người như Chelsea nói là mỗi cái sở trường, một con đường đi, cái destiny, cái duyên phận nó khác nhau. Là Chelsea không có thực sự mà chưa bao giờ mà lên thi thực sự on stage, cho nên chưa biết là mình thắng hay thua hay làm sao hết á. Nhưng mà có hồi xưa có tham gia hội chợ Tết, nó là chỉ là thi áo dài thôi chứ không phải là thi hoa hậu, thì cũng lúc đó là mình chỉ cho vui thôi, mình cũng không nghĩ gì về hết. Như Chelsea có không biết cái vương miện, không phải là như á hậu 1 hay á hậu 2, không nhớ đâu, tại vì nó lâu quá, thì mình chỉ vui thôi. Mình không phải là để lên để mình muốn được giải, nhưng thực sự trong cái trí nhớ, cái ở trong cái lòng của mình á, cái ấn tượng của mình á là ai trong cuộc thi đó Chelsea cũng muốn biết, cũng thực sự biết là ai cũng muốn được làm queen, ai cũng muốn được giải nhất giải nhì hết, nhưng mà mình chỉ thực sự mình thi cho vui thôi. Thì mình không có để tâm nhiều, nhưng mà chưa có bao thực sự mình được on stage mà thi hoa hậu. Thì mà sau này có gia đình rồi, có con rồi, chắc sau này chắc thi Mrs. chắc là hoa hậu phu nhân. Thì hỏa mai còn có cơ hội đó. Còn bây giờ là mà là hoa hậu như em á, thì đã quá thời chị rồi. Thì nhưng mà nếu mà sau này em có chồng có con, chắc em cũng có thể thi hoa hậu Mrs. ha. No. Thì em ơi, mình nói thời gian nãy giờ, thực sự là mình còn có 2 phút nữa. Trước khi chia tay, em có lời gì gửi cho quý vị khán giả, hay là chúc Tết hay là cái gì không em? Chúc mừng for everyone, chúc mừng năm mới. It's almost Chinese New Year, I'm so excited for all the red envelopes. Yeah, and thank you for having me on, Chelsea. I had a really good time. Còn em có lời gì mà, tại mình còn cũng phút nữa, em nói hơi ngắn. Có lời gì mà gửi cho quý vị khán giả hay những em nào mà muốn đi thi hoa hậu mà không có cái can đảm đó, hay sợ như Chelsea, sợ mặt bikini, thì em có lời nào, nói tiếng Mỹ cũng được cho hệ như dễ hơn cho em, thì khuyến khích cho những em đó hay là những cha mẹ có thể làm một cái mà sự ủng hộ, một cái sự ủng hộ tinh thần cho những em đó, tại vì có nhiều người họ sợ con em mình đi sai con đường. One advice for the young ladies out there: just be yourself and be confident. That's like the two combo moves that you could beat anything in life. Like, boom, boom. Confidence and be yourself. That's like the two best things. For the parents of these young, beautiful girls, you need to let them explore. You need to let them live their lives and find who they are. Because if you hold them back, they won't blossom like a butterfly. And right here, my parents let me do whatever, not whatever I want, but travel, meet new people, do new experiences, and I feel like I'm growing 10 times faster than I should have. My mental. Chị cảm ơn em. Chị cảm ơn em đến với chương trình và quý vị khán giả đây đang lắng nghe. Thật sự em nói là đúng, khi mà em bước lên cái đó, nó giúp cho em lớn hơn, khôn ngoan hơn nhiều. Một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm mà qua cuộc sống của mình nữa. Nhưng mà quý vị nào mà có những con em, hay là mình không phải thi cái lớn, mình phải thi hoa hậu, hội chợ Tết, hay là cái gì đó để mà bắt đầu khởi đầu một cái mà ước mơ của mình, thì như Chelsea thấy là thực sự ai cũng nghĩ là ô, mình phải đẹp, mình phải dễ thương, mình phải như thế nào mình mới được lên thi. Nhưng mà thực sự không phải vậy đâu. Khi mà cái thi đó, tùy theo cái mình thi như thế nào, như em là em lên level thử giống như Miss California, Miss US, Miss Universe, nó có nhiều cái level lắm. Còn nhưng mà mình muốn thi đơn giản bình thường thôi, thì mình chỉ cần một cái thực sự như là hoa hậu Liên Khôi Tết ấy, thì mình chỉ cần
cái mình đi học, mình vẫn còn ở trong trường học, rồi mình, you know, mình build cái confidence của mình. Thì đa số như Chelsea biết á, hoa hậu không phải chỉ có sắc đẹp không, mà phải sự có sự thông minh, sự khôn ngoan, và dĩ nhiên mình cũng có một cái gì đó, một cái tự tin, một cái nét dễ thương, có duyên dáng mà, để mà đi thi. Thì Chelsea cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình, và chúc cho quý vị khán giả một năm mới vui vẻ và lúc nào cũng tươi tắn như hai màu chị của hai chị em mình. Và cảm ơn quý vị khán giả. Em chào quý vị lần cuối. Chào quý vị. Thank you.